Ok, chào mừng các bạn đã trở lại kênh của mình. Mình là Hường Ben. Và hôm nay mình đã trở lại trong một cái cửa hàng. Và trong đó là có rất là nhiều người. Hiện tại thì đang có chiến dịch chiến tranh. Ai giành chiến thắng thì sẽ giành được 30 món đồ miễn phí. 30 món đồ miễn phí thôi nha các bạn, không đùa đâu. Và nên suy ra thì mình sẽ cầm cái biển stop và đi biểu tình, bởi vì chiến tranh đã làm chúng ta chết rất là nhiều người. Chiến tranh là không tốt nha các bạn. Mình sẽ cầm cái biển quảng cáo này và mình sẽ ngắn bằng nó lại. Đúng rồi, mình sẽ ngắn bằng nó. Mình sẽ đi yêu cầu bằng nó hòa bình. Mình không muốn chiến tranh. Mình không muốn chiến tranh xảy ra. Chạy đi, chạy đi. Mình không muốn chiến tranh nhưng mà mình không muốn đánh nhau, nhưng mà nhưng mà đây là chiến tranh, đây chiến tranh. Chạy đi, chạy đi, chạy đi, no. Sống đây có rất là nhiều đồ miễn phí về nên suy ra thì mình sẽ phải cầm cái rìu này chẳng. Đúng rồi, sống đây không biết ném lên nút nào, anh ném lên nút A, anh ném lên nút E, bấm nút E để ném. Ném đi, no. Lại có banh, ném đi, ném không nó. No, sai các bạn, sai thôi, chúng ta không. No. Sao mình luôn là bị bằng nó diệt vậy? Cố lên, mình phải phải tìm một cái gì đó để mà tiêu diệt hết bằng nó. Hè, mình có cái rìu. Mình tìm được cái rìu. Cái rìu đấy, cái rìu trong number second đấy. No. Để xem nè. Hay diệt 5 đứa trong 5 trong một vòng. Ném 5 quả bắp cải trong vòng một vòng. Ok, ném 5 quả bắp cải hả? Được thôi. Mình sẽ làm tất cả. Nếu có thành tựu ở trong này mình sẽ làm tất cả. Nó có cái súng á. Ê, các bạn hãy giải thích tại sao trong này có cái súng. Các bạn hãy nói đi, tại sao? Bắp cải. Find out the hole. Mèo. À, mình sẽ phải mục tiêu. Find out the hole. Ném lưu đạn. Tạo đỏ ít cơ mình. Tạo đỏ. Dầu á. Cái búa đi, mình sẽ dùng cái búa. Find out the hole. Ném đi. No. Ông đỡ tay mình. Mình sẽ cầm cái ghế lên. Cầm được á. Mình sẽ cầm cục gạch thân thẳng, các bạn hiểu không? Điện thoại cục gạch Nokia 888 đấy, chòi ga chệt ga, chòi chọ chệt chọ. Ô, cái dao. À, có cái dao trên này. À, rồi, là một lần trên này. Cái dao này chỉ cần một hit thôi các bạn. Một hit thôi, là nó tắt liền. Đúng chưa? Mình nghĩ là... Rồi, ok, mình nghĩ là vậy. Bắt tay, phải ra vào hồ. Bắp cải đâu rồi. Mày cần phải đẹp lên một số quả bắp cải nữa. Đẹp đi. Find out the hole. Đẹp nhầm rồi. Mắc thật là có cái gì nhỉ. À, bên phải là có cái gì để mở được cái hộp này. Cái giá. No. Ở ngoài, tay mình. Mình sẽ có một cái giá đi chặt sẽ em hết bằng nó. Đừng đánh tôi hả. Giết nó. Đây là chiến săn, mình đã giết được một kiểu rồi. Tuyệt vời. Cái dao thân thần này con. Nó đâu. Ném dao. No, điều đó nó đánh mình vậy. Không. Nó sẽ phải trả giá. Nó đã đánh mình bằng một cái ghế. Vậy nên nó suy ra nó phải trả giá. Mình sẽ cầm cái gì đây nhỉ? Mình sẽ cầm cái rìu đi. Cái rìu tất cả đối với chúng ta sẽ cầm cái rìu chặt nó. Cố lên. Đúng rồi, cái rìu, cố lên. Bọn nó phải không? Đẹp đi. Này, em hết tất cả mọi thứ của nó.
lấy cái biển stop này ném thẳng qua mặt nó luôn. Các bạn này là bọn này là không thể nướng tay được. Còn thấy chưa, các bạn thấy sức mạnh của cái biển bảo stop chưa? No, damn, 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 no. Cầm con nhím, cầm con nhím đẹp đó. Con nhím rất là... Holy crap, no, 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 no. Này thì Diệt ta hả con? Nó đã xả giả với Diệt bên đời. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng Diệt càng nhiều đứa càng tốt. Đấy là chiến tranh. Chiến tranh thì các bạn, chúng ta phải đánh nhau để giành được đồ nhầm giá. À, mình phải chơi là cái cốt truyện game này nhỉ. Cái game này á, cái cốt truyện của game này đó chính là cái cửa hàng này là nó có chương trình giảm 100%, 100%, 100% cơ đấy. Rồi sau đó thì mọi người đều vào, nhưng mà có những người đã lấy những đồ mà những người không lấy được, và nên suy ra mọi người đã làm thân các phe và chiến tranh vào nhau để giành được đồ miễn phí. Ai diệt, ai tiêu diệt được càng nhiều người thì người đó càng giành được nhiều đồ. Và nên suy ra đó là lý do chúng ta đã tham gia cái cuộc chiến vô nghĩa này. Thật ra là không vui, vô nghĩa đâu. Nó là một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng của chúng ta. Nó là một cuộc cách mạng đấy, không đùa đâu. Bọn nào đâu, ném dao đi. Bọn nào đến rồi, ném nó, ném. Phải được đâu. Mình lại để mày có hôm qua đây. Không lại được chạy các bạn. Ô, cái đỏ bắn đấy các bạn. Cái đây, súng có mấy cái súng nó lại đâu rồi nhỉ. Mình sẽ thử tìm xem. Ô, mình mới tìm lại súng, nhưng mà mình tìm lại một con bom. Con bom này không biết làm đánh là có nổi không. Chắc là không đâu. Để xem bằng nó đâu rồi. À, mình thấy một đứa, mình sẽ thử ném một xem. Mình sẽ thử ném mấy con bom này vào xem, để xem bằng nó có nổi không. Fire the hole. Boom. Nó không chết mà mình chết. Các bạn thấy ảo không? Nó không chết mà mình chết đây. Cái này cái gì đây? À, cái ghế hả? Cầm cái ghế đi chơi nào. Chúng ta sẽ đi chơi. No, no. Nó không thể làm thầy mà mình đóng thầy. Tại sao đứa nó cũng có cái súng này vậy? Mình chả biết kiếm cái súng đó như thế nào luôn ấy. Rồi kết thúc trận đấu các bạn, kết thúc trận đấu ấy. Người ta thì tỷ số là 18-3. Vậy nên suy ra tên của mình đã thua. Vậy thôi đó. Thấy không? Trận thắng được 4 điểm là như chúng ta không thắng. Rất là vô nghĩa luôn. Là như chúng ta không thắng thì trận thắng là một gì nữa. Wow. Mình bị kẹt rồi các bạn. Ơ, còn đang AFK này bạn. Ném con nhím vào nó. Chả con nhím mà không mạnh chứ. Ném cái mấy cái máy. No. Nó dùng cái búa, mình sẽ dùng gạch đầu của nó. Cục gạch thăng thanh. Đánh nó đi. No, búa của nó đã đánh vào gạch của mình. Thật không hợp đến nổi. Thằng này giảm solo của mình hả? Solo này, giết nó. Trong dao đấm nó, lấy dao diệt nó đi. Nó sắp chết rồi, diệt chết đi. No, tỷ số là 5-5. Vâng, và mình đã thua, kết quả là mình đã thua. Đó là kinh khủng. Cái bây giờ thì mình đang có một cái rìu đang trong tay. Hiện tại mình mà diệt được 2 đứa hay. Đây, mình ra tay nó rồi. Mình sẽ quăng ném cái rìu của nó. Không, có một đứa mình vẫn đang ở bên nó. Và hiện tại đây mình sẽ ném đi, trúng đi. Không trúng, hụt rồi. Cây búa. What? Sẽ test từ cái búa này. Oh my god, chết đi. Đám của nó là cái powerful. Ném đi. No. Cái búa đó là cái búa hiểm, mình chắc chắn luôn. Mình chắc chắn luôn ấy. Nhưng mà mình đã làm mất nó. Cái búa mà vào tay mình là một lửa xoắn xoáy lắm. Mình sẽ cầm cái ghế tới đập nó đi. Cầm cái ghế tới đập chơi nó luôn. Hiện tại thì mình sẽ ném cái ghế vào nó.
sẽ đẹp vào đó, đem ghê vào đó, đem chụp đi, chụp đi. Chụp rồi, yes. Mà là gì đây, nắm nữa. No, no. Thông rap, cầu ta thông rap. Cầu ta, cầu ta, quầy cầu ta. No. Thông rap của mình đã hôm nay đánh được cái bằng sơ top của nó. Bây giờ lại con dao, lại con dao rất powerful. Con dao đó các bạn, các bạn hiểu không? Các bạn không nên xem thường con dao đó, con dao là tất cả của chúng ta. Con dao giống như một thằng Viking. Đầu dao nè, chúng ta sẽ đầu dao. Pam, chúng ta sẽ cầm dao phang nữa. Hứa. Anh đã nào bị cái đám tay mình nào anh đặt. À, thằng này nó dám gì tay mình và nên suy ra nó sẽ bên rồi. Chết đi, nó phải chết. Dao đâu giết nó đi, chết đi. Sẽ ném cái dao vào nó, điều quan trọng không? Không trúng rồi. Sẽ cầm cái rìu. Chém nó. Chắc chém. Nó cả đám mình đang vào tấn công nó. Nó chắc chắn hết điện thoại rồi. Rồi nó chết rồi, mình tuyên bố nó đã chết rồi. Và nên mình sẽ tỷ số đang là 2-3-9. Tại mình đang lật lại tỷ số. Tại mình đang lật ngược tình thế. Bên này là tại mình. Ở từ sao mình ra là nó ghi mua xanh rồi. Tại mình đã chiến thắng rồi. Không phải tình rồi. Trận chiến của ác liệt các bạn hiểu không? KO 4 people. KO à. Tha trắng đây nhỉ. Mấy cái nhiệm vụ đó hơi khó nhằn mà mình đây. Mình sẽ bị mình vỡ được cậu bán rồi. Mình sẽ nhảy vào đây. Và để cho nó bắt đầu. Tích tắc bùm. Rồi xong rồi. Chạy. À, nó giảm gì mình về lên suy ra nó sắp đến hơn. Mình chém, mình phán là một cái bằng cái xe hàng ập. No. Nó bởi châu tay lúc. Yeah, nó chết rồi. Nó chết để bàn tay của mình. Mua, ha, ha, ha. Mình sẽ tìm kiếm mục tiêu tiếp theo và diệt nó. Oh, có bom. Mình sẽ cần có bom này đấy. Có bom này rất là thích hợp cho kế hoạch của mình. Mình sẽ ném có bom vào đó. Fire the hole. Rồi có trúng không? Không trúng. Mình chắc chắn rồi. No. Cái rìu. Rìu ơi, hãy giúp ta. No. Trời ơi, bây giờ chết. Bọn nó đánh dữ quá. Bọn nó đánh kinh quá. Bọn nó đánh quá dữ luôn. Mình sẽ cầm cái vũ khí này đi. Được rồi, hiện tại thì mình đã cố gắng tiêu diệt rồi bọn nó. Rồi, chết đi. Chết. Rồi, mình nảy phục. Yeah. Trận đấu đã kết thúc và chúng ta đã là 12 và bọn nó là 18. Và là cái kinh khủng rồi. Kinh khủng quá, kinh khủng hơn sự gì. Ôi cái game này mới biết khi nào nó mới kết thúc luôn ấy. Oh yeah. Mình sẽ biết khi nào cái game này kết thúc luôn ấy. Cái cửa hàng này khi nào nó đóng cửa vậy. Về cái chỗ này nó hơi nhiều đồ đây, nó sẽ sắp xếp hơi lộn xộn. Cha cắn đây nhỉ. Mình sẽ ném cái này vào mặt đó. Mình sẽ ném thêm nhầm. Mình sẽ ném phải tất cả. Khoan. Bèo một tí ạ. Nếu như mà mình ném cái đai này á thì nó sẽ hư phải không? Mình không quan tâm nó sẽ hư hay không. Mà nếu như nó hư thì tất cả những đồ mình ném trong này đều hư phải không? Vậy thì bằng nó bán cái gì vậy? Và là chúng ta sẽ lấy cái gì mà chúng ta sẽ lấy được cái gì sau khi chúng ta chiến thắng? Đúng vậy, tất cả mọi thứ sau này đều bị hư hết bởi bàn tay chúng ta. Vậy nên suy ra là trận chiến này thật vô nghĩa. Mình phản đối trận chiến này. Các bạn thích video này các bạn ạ thì like, subscribe và share để mọi người hiểu nhau năng lực làm tiền những video hot nha. Goodbye.